Những ngày qua, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số bệnh nhân bị sứa cắn phải nhập viện, thậm chí có trường hợp nguy cơ bỏng da, nhiễm trùng nặng. Người phụ nữ này đến Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám với tình trạng cánh tay phải sưng đỏ, nổi nhiều bong nước đau và có nhiều đường hằn sâu trên da. Chị cho biết vừa tắm biển ở Phan Thiết, Bình Thuận và tiếp xúc với sứa biển thì xảy ra tình trạng trên. Tại bệnh viện, chị được chẩn đoán viêm da kích ứng do tiếp xúc với sứa biển. Thì khi bệnh nhân tiếp xúc với những cái nọc độc này thì tùy cái tình trạng nặng nhẹ có thể có biểu hiện như ngứa, châm chích, đỏ, đau rát tại cái vùng mà tiếp xúc, và thậm chí những cái trường hợp nặng hơn thì có thể bị nổi bóng nước và có những cái triệu chứng toàn thân. Do vết bỏng nặng, bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị 1 đến 2 tuần để cải thiện da. Các vết bỏng và hằn sâu trên da có khả năng để lại sẹo và đường tăng sắc tố, cần có thời gian hồi phục. Theo các bác sĩ, khi bị sứa cắn, người dân cần có cách xử trí phù hợp, tránh làm tình trạng nặng hơn. Thì khi mà mình gặp cái trường hợp mà bị sứa cắn thì mình không nên sử dụng những cái phương pháp mà nó không có phù hợp. Ví dụ như một số trường hợp như là chườm nóng, chườm lạnh, đắp lá cây hay là lấy cát chà hay là những cái phương pháp dân gian có thể làm cho tình trạng bệnh nó nặng hơn. Thì khi mà tiếp xúc với sứa, mình nên ngay lập tức mình đến những cái cơ sở da liễu có uy tín để bác sĩ lập tức chữa trị. Khi mà chữa trị càng sớm thì cái tình trạng của bệnh nhân có thể đáp ứng cải thiện tốt hơn. Trong tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt và nới lỏng giãn cách xã hội, số người đi du lịch biển sẽ nhiều hơn. Người dân nên tìm hiểu kỹ về thông tin bãi biển để phòng tránh tiếp xúc với sứa biển.